Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một lô đất ngân hàng thanh lý nằm rất gần khu vực dân sinh, có cái view thì cực kỳ thoáng đẹp. Lô đất này của mình thì có 100m mặt tiền đường đất, sổ sách pháp lý rõ ràng nha mọi người. Diện tích trong sổ của mình là được 2.533m². Cái mặt tiền đường đất này của mình thì có ghi rõ là lộ giới 9m. Chất đất ở đây thì toàn bộ đều là đất đỏ ba gian tơi xốp. Hiện tại thì trên đất của mình còn một ít tiêu và cà phê và một số cây bơ ở trên đất. Khi mà mình đứng ở trên đất thì mình có thể được nhìn ra khu vực dân sinh cũng như là trung tâm của xã. Lô đất này của mình thì có vị trí tại xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Đây là khu vực dân sinh phía ngoài. Từ con đường tỉnh lộ 6 này mà mọi người di chuyển về đến thị trấn Đắc Song và thị trấn Đắc Min thì nó rơi vào khoảng 15 cây số, nằm giữa trung tâm của hai huyện nha mọi người. Đây là mình đổi góc máy lên cao hơn. Vị trí lô đất của mình thì ngay đây thôi. Từ lô đất của mình đi ra đến ngoài khu vực dân sinh đó thì khoảng 400m nha mọi người. Lô đất này của mình thì hiện tại là đã có 100m mặt tiền đường đất. Đường này của mình thì có thể hiện ở trên sổ luôn. Giá lô đất này thì là ngân hàng đang thanh lý nên rất là rẻ nha mọi người. Mình sẽ để giá trong phần mô tả và tiêu đề của video. Mọi người nhìn lại khu vực dân sinh ngoài này nhá. Ở đấy thì có chợ, trường học, nói chung đầy đủ mọi tiện ích. Lô đất này của mình thì bằng thoải nha mọi người, không có chỗ nào gọi là dốc gắt hết. 100m mặt tiền đường đất này, ô tô thì có thể di chuyển vào đến tận nơi. Tổng diện tích của mình là được 3.000m² nha mọi người. Diện tích trong sổ là được 26,5. Nhưng mà diện tích thực tế ở bên ngoài thì nhiều hơn. Nhiệt độ trung bình ở đây chỉ xem so với Đà Lạt khoảng từ 2 đến 3 độ C thôi. Cái view thì rất là thoáng nha mọi người. Đứng ở đây thì có thể nhìn được hết khu vực dân sinh ở phía ngoài. Tổng diện tích của mình là được 2,5 sào là diện tích ở trong sổ. Còn diện tích thực tế ở bên ngoài thì là được 3 sào nha mọi người. Có 100m mặt tiền đường đất. Đây là khu vực trường học cũng như là dân sinh phía ngoài. Lô đất này của mình thì cách khu vực dân sinh này khoảng 400m thôi. Là mình sẽ đi ra đến đường nhựa. Khi mà mình di chuyển vào đất ý, thì mình phải di chuyển khoảng 400m đường đất. Cái con đường đất này của mình thì mọi người đi xe bán tải hay là xe 4 chỗ thì đều có thể vào được nhá. Nhưng mà nó có một chỗ là nó có những cái cành cây nó chỉ ra ngoài đường ấy, nên là đi nó hơi sượng một chút. Ngân hàng thanh lý nên là giá rất là rẻ. Mọi người nhìn lại khu vực dân sinh phía ngoài nha mọi người. Lô đất này của mình thì nằm rất gần khu vực dân sinh này. Giá thì mình sẽ để ở trong phần mô tả và tiêu đề của video. Mọi người xem video thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thông tin của lô đất thì mình sẽ để đầy đủ ở trong phần mô tả. Giá thì cực kỳ rẻ nhé mọi người. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua hai số điện thoại góc bên phải màn hình. Đây là lô đất số 506 nhé mọi người. Mọi người tiếp tục xem video của mình nhé. Phần sau của video còn rất là dài. Lô đất này thì mình quay tương đối kỹ. Mọi người xem video thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.